Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hòa chung không khí tưng bừng hân hoan của các thầy, cô giáo và học sinh cả nước đón chào năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đánh trống khai giảng Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và tặng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhà trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Đình Long trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 8 giáo viên của trường. Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là ngôi trường có bề dày lịch sử bậc nhất Nghệ An với 104 năm hình thành và phát triển. Tiền thân là trường Quốc học Vinh, thành lập năm 1920, và trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, thành lập năm 1947. Hiện trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng có 61 lớp với tổng số 2.798 học sinh, trong đó có hơn 1.100 học sinh vào lớp 10. Với bề dày truyền thống và thành tích đạt được trong thời gian qua, trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng đã được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong khối Trung học Phổ thông không chuyên của tỉnh. Trường đã được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập và đặc biệt là trường Trung học Phổ thông đầu tiên của Nghệ An được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.